Xin chào các bác. Như các bác đã biết thì cái vấn đề về lửa khói con chim trà mào ấy nó rất là quan trọng. Thì giới thiệu với các bác nhé. Đây là cái con chim này hôm qua em mới về. Thì như hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn đổi cám cho chim, làm như nào cho nó hiệu quả mà không ảnh hưởng đến con chim, cũng như là con chim nó không bị thay đổi, ví dụ như là thay đổi môi trường thời tiết hay là thay đổi chế độ, để nó không bị trút lông hay là tụt lửa. Thì em sẽ hướng dẫn các bác. Như hôm qua con này thì chiều hôm qua em vừa mới lấy về nha các bác này. Nó là thuộc cái hệ mộc dở. Mộc dở là như thế nào? Mộc dở là từ cái quãng độ từ nửa năm cho đến 6 tháng cho đến 1 năm lồng. Thì cái hệ đấy gọi là hệ mộc dở. Thì ban đầu nhá, cái việc đầu tiên về đổi cám. Đổi cám thì làm như thế nào? Thì như ngay từ chiều hôm qua về thì em rút hết cái cám cũ của nó ra rồi. Đấy. Thì em bắt đầu cho nó ăn nguyên một quả chuối ương. Thì các bác này, thì đến sáng hôm nay nhá, phân của nó đã có thấy phân chuối này các bác này. Thì như các bác đã biết, thì đối với con chim đấy, mình cho nó ăn chuối thì làm hệ sạch cái hệ tiêu hóa với cả hệ đường ruột cho nó tốt đi. Thì mình bắt đầu đổi sang một cái chế độ cám mới. Thì cám thì các bác nên sử dụng này. Sử dụng một hoặc hai loại cám thôi. Bình thường nào các bác sử dụng tốt nhất một loại cám tốt nhất thôi, đừng có đổi đi đổi lại nhiều cho con chim. Mà cái thời gian của lên lửa con chim nhá, thì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cám và cách chăm các thứ của các bác. Nhưng mà còn một cái yếu tố nữa, nó phải phụ thuộc vào cái con chim của mình. Con chim ý, nó tùy từng thời điểm mà con chim nó có thể nhanh căng lửa. Và con thì hợp cám thì khoảng độ tầm một tháng như thế này thôi các bác. Thì bắt đầu là nó cũng đã lên lửa rồi. Như đợt trước em có con tận 3-4 tháng đi. Nuôi các bác phải kiên trì đi. Cái thời gian của lên lửa của mỗi con chim nó khác nhau. Đây. Còn đây, cho các bác xem test thử thái độ xem này. Thái độ của chim. Đã. Đấy, các bác nhìn xem. Nó là mộc dở rất là tốt, thái độ cũng tốt. Đang bảo là tí nữa nhá, tí nữa em rút cái quả chuối này ra này các bác này. Thì bắt đầu đổ dần cám luôn. Đổ luôn cái cám mà hay chăn ấy, mà hay sử dụng, các bác hay sử dụng ấy, thì đổ thẳng trực tiếp vào luôn. Thì không cần phải pha hay là đổi chế độ gì nữa cho nó dễ. Các bác cứ cho ăn chuối ương nửa ngày như thế này cho sạch cái đường ruột đi. Bắt đầu đổi cám. Mà trong cái quá trình đổi cám các bác chú ý nhé. Nhiều con ấy, nhiều con nó khó tính thì nó không ăn cám đâu các bác ạ. Không ăn cám mới của các bác mà nó đang ăn quen cám cũ của các bác rồi. Thì lúc đấy nhá, các bác lại phải trộn chuối với cái cám này. Làm sao để nó ăn chuối với cám. Nếu mà bắt đầu thấy cái phân cám rồi ấy, ngày hôm sau mà các bác thấy cái phân cám của con chim rồi thì các bác có thể đổ cái cám và bỏ hết chuối lẫn cám ra. Thì con chim nó sẽ ăn hoàn toàn bình thường. Các bác nhớ điều đấy nhá. Chứ nhiều bác mà đổi về như này này, con chim ấy kiểu như là cái cám mới, nhiều con nó thích nghi thì nó ăn quen rồi thì thể loại cám nào nó cũng ăn. Nhưng mà nhiều con nó kỵ tính thì nó sẽ không ăn. Không ăn thì lúc đấy thì các bác trộn rồi thì ok. Còn đã thấy phân cám rồi thì các bác bỏ hết ra, các bác đổ cám vào bình thường. Không, tránh cái trường hợp mà nhiều bác về đổi cám ấy, thì cũng trộn hoa quả này xong bắt đầu đổ cám mới vào. Con chim nó không ăn cám này hoặc là ăn cực kỳ ít thôi. Thì bắt đầu thấy cái hiện tượng của con chim nó bắt đầu yếu lửa xuống lửa. Với cả có một cái hiện tượng nữa là nó là xù lông, nó chỉ đứng yên một chỗ thôi. Thế là các bác lưu ý điều đấy đối với khi đổi cám nhé các bác nhé. Còn chắc để tí nữa em mang con này đi test thử luôn. Xem mang đi sang nhà ông anh chơi thì test thử xem cái thái độ nó như thế nào, xem có đáng nuôi hay không hay gì. Con này thì em cũng chả biết gốc ở đâu nữa, gốc gác ở đâu nữa, nhưng mà nói chung là thấy thái độ nó tốt. Nhưng mà nhìn như này thôi, nhưng mà lúc cầm vào lồng dãy lắm các bác ạ. Đây này. Đó. Thấy chưa các bác? Nhưng mà nói chung là được, cái thái độ rất là tốt. Đấy. đây nó về nhà thôi. Kẹp những cái con chim ở nhà cứng hơn thì khả năng nó không thái độ mấy. Còn tí thử đi ngoài nhà ông anh xem em cái thái độ của nó như thế này. Thế nhá các bác nhá. Các bác lưu ý cái chế độ đổi cám thì đổi đơn giản như thế thôi. Nhiều bác đổi nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà thôi thì cần cho nó ăn chuối nửa ngày như thế này, hoặc là khoảng độ từ 3 giờ trở lên thì bắt đầu các bác đổi sang cám bình thường. Nhớ một cái chế độ nữa là con chim nó phải ăn cám mới nhá các bác nhá. Để ý một điều đấy nữa, không là nó tèo đấy các bác ạ. Thôi nhá, chắc em xách đi qua bên nhà ông anh thử luôn xem thái độ như nào. Đây nha các bác nhá, em nó ở lồng này nhá, em treo lên thử xem nó như nào nhá. Treo vào gần xem, treo vào gần xem thái độ nó luôn em. Không, cái thái độ con đằng sau ấy, treo vào gần nó đằng sau này. Mở ra hết luôn. Test xem nó như nào. Mới lấy, nếu mà tầm giá đấy là quá hợp lý nếu mà nó chơi ấy. Anh hôm qua anh hơi tiếc cái con kia nữa, cái con bên cạnh nữa, không có lồng. Để đôi luôn. Con đấy nó bị sợ người. Con nào, con này á? Ở con bên kia. Đây. Con đấy có người vào chơi một phát là tính thì nó còn chơi nhá, nhưng mà có người vào động vào nó phát là thôi, không chơi luôn. Đẹp đi. Trời đấy. Lạnh quá. Sáng nay có 10 độ. Gió sông lên. Cúp cầu phết đây. Khi va chạm chim của anh không mày. Đấy, đấy thử test con mới xem đấy. Trời ngay sao nữa. Đấy, đẹp chưa? Quá. Nhà trời này lạnh quá nhỉ anh nhỉ? Con nào cũng chim căng lửa nó còn gì. Nhưng mà con này bị một cái nỗi là người vào động vào một phát là nó lại không chơi luôn anh Lâm ạ. Kiểu nó cần tĩnh ấy. Toàn kẹp với đại ca, toàn hàng cứng như này. Lạnh quá nhỉ. Xù mẹ hết. Sáng mở cái nhiệt độ ra mẹ 8 độ giật mình. Sáng đi lấy hàng ở bến xe cũng thế. Mẹ lạnh đây lạnh, buốt hết người. Chắc dồn mẹ 2 hàng anh ạ. Hôm tới mà nếu mà giải riếc mà mẹ nhiệt độ như thế này thì vỡ mồm hết nhỉ. Nhìn chim xù không ấy. Chim lạnh. Ừ. Không con nào phải. Con này khỏi ho chưa? Khỏi này. Uống thuốc cho khỏi luôn đó. Thuốc của anh Sơn Non à? Hả? Ờ. Hôm qua test ở trên nhà hàng Việt ấy, lúc đầu con này chơi ầm luôn. Ở nhà thì chơi. Đấy con này ở nhà cũng chơi đấy, ra dàn phát rỉa luôn này. Quen, ở nhà nó quen chim rồi. Con này là con nào? Chả nhớ. Dạo này bắt nhiều chim đấy em. Con hôm qua bắt của thằng ấy đấy không? Con bảo chơi đấy không? Con nào? Bên này chứ anh? Ừ. Nhưng mà kệ nó, hôm qua lại chơi với kangaroo nhá. Chơi không đuổi được nó đâu. Độ bền không làm nó đâu. Chơi để mà sâu đua với nó thì không chạy được đâu. Dạ, nói chung lại kiếm được hàng ngon rồi, lỡ ngỡ lại ăn giải được tới biết đâu nhỉ. Thấy nó bán hơi tiếc, lạnh lạnh mà chơi được cái này cũng ổn đấy. Hôm trước ở Lạng Sơn này còn lạnh hơn. Hôm đấy là Cao Bằng mưa mà em. Dưới kia cũng mưa. Hôm đấy lúc livestream kia mình bảo ôi trên Cao Bằng mưa to, mưa rào 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 luôn. Sao kéo bạt ra mà. Ngồi phải có bạt biết các thứ thì mới được.